Chào anh em, xin giới thiệu với anh em một con Komatsu nha. 6M105. À, từ 259 ngựa. 2520 tua. Máy đẹp long lanh. Mới về bây giờ là chuẩn bị bình dầu sẵn để nổ thử máy tép máy sẵn để là cắt vào xem cực đẹp. Nước sơn còn như 90%. Đây là lồng nó 1 tấc lẻ 5 nha, đồ đạc thông dụng, rất thông dụng. Thân cảm ơn đề danh anh. Bây giờ làm đề thử gầm dầu, căng dầu. Chà nhớt nhau nhớ từ đất mới, đất mới kỳ. Rồi đề
đã ok.